Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Đã các bạn mới là chưa biết, mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn và vân vân. Thì các bạn trên kênh của mình á hỏi mình là anh ơi, tại sao lâu quá rồi anh không có một chuyến bay ngoại cảnh nào, ngoại giao hồ nào cho em giải trí với. Thì hôm nay mình chiều lòng các bạn. Đó, hôm nay mình có một chuyến quay giao hồ để cho các anh em giải trí trong cái mùa dịch này ha. Thì rồi các bạn vừa mới xem cái quá trình mà vận chuyển cái hồ từ xe tải vô bên trong nhà đó, thì rất là lâu rồi mình mới hít thở cái bầu không khí mà đi quay một cái show ngoại cảnh như thế này đó, rất là đã các bạn đó. Thì bây giờ các anh em bên trong đang setup cái hồ, setup cái lọc để chuẩn bị thả cá. Thì mặc dù là cái đợt dịch này đang trong giai đoạn rất là căng thẳng ở Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, và ngay tại nơi mình đứng đây là Bình Dương thì cái dịch Covid-19 cũng đang hoành hành rất là nặng nề. Nhưng mà các bạn biết đó, cái niềm đam mê cá cảnh của các anh em đồng ngư là rất là lớn, thành ra là không có việc gì phải ngại hết. Đó, hôm nay chuyển luôn. Cái chuyến giao hồ này của chúng ta hôm nay là giao hồ, setup lọc, vô nước và thả cá luôn. Nhưng mà đặc biệt là cái hồ này sẽ không có nuôi cá săn mồi như là những cái chuyến giao hồ khác mà mình quay. Cái hồ này sẽ nuôi cá vàng ha. Đó, rất là đặc biệt ha. Bởi vậy là bên chỗ anh Tâm, bên đội thi công đã phải chạy nước trước rất là lâu rồi. Đó, và để nước vô trong cái thùng xanh này và chuẩn bị vô nước vô trong hồ. Đó, xong rồi nước ổn định rồi mình bắt đầu thả cá thì các bạn. Đó, bây giờ là đang mở cá các bạn ha. But you never loved someone. But you never loved somebody like I just did. But you always hurt the ones. Hurt the ones you say you're so deep in love with. You don't know nothing, 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 nothing. You don't know what it feels like. Baby, I'm hurting, 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 hurting. And you don't even ask why. Why I'm staying up all night. I haven't slept since you came into my life. Why I'm drinking all the time. Something from you that feels right. But I know nothing, 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 nothing will do not this time. Đây là cái ống sẽ nói vô cái thùng để rút nước ra hả các bạn ha. Thì trong khi đợi các anh em đang setup lọc thì kể các bạn câu chuyện. Sáng nay mình đi lên đây thì trên đường mình đi là có một cái anh chạy xe phía sau. À, đi xe tải đó các bạn, bóp kèn quá trời luôn. Mình tưởng là kêu mình tránh đường, nhưng mà tự nhiên cái mình tránh qua rồi cái mình cái xe tải đi lên đi kế mình, xong mình kêu Hugo Dương đúng không, thì mình cũng ngạc nhiên là sao biết mình. Thì đó thì chắc là anh này có xem trên kênh của mình ha. Thì nếu mà anh có coi video này của mình thì comment một cái cho mình bên dưới để cho mình vui ha. Mình sẽ thả tim riêng cái comment này của anh. Mấy anh em đang đi dây điện để kéo cái nguồn từ
bên góc của cái của cuốn cuốn dưới hồ không rồi hả? Cái hồ để ngoài trời. Còn đang leo leo trèo như khỉ vậy đó. Rồi nếu mà không cái đèn này nó sáng mạnh hơn cái đèn có đồng nữa. Đây là mình xài Odyssey. Hai hàng bóng rồi các bạn. Nó tương đương với mặt trời à. Như cái đèn T5 của Đức cho anh đó, T10 chứ. T10 đó. Ừ. Của Thanh Đao á. Bóng này là T10. Bóng T10 ha các bạn. Đó, bây giờ nước đã đầy rồi các bạn ha. Bây giờ mấy anh em đang hiệu chỉnh lại cái ngăn canet bao chip với lại sắp xếp lại mấy vật lọc cho nó ổn là bắt đầu sẽ thả cá. Thôi bây giờ sẽ trồng cây lên nhà lọc ha. Có trồng bao. Thủy trúc á. Thủy trúc. Đó, sẽ trồng lên cái dàn lọc trên đây nha. Ở chết rồi bỏ hành lo thủy trúc nè. Lát tính tiền đi rồi em bỏ hành ha. Vừa dính vô cái phần con vô kia là cái gì cho nó cái quèo má té gì má cái hàng lớn không lấy, lấy cái hàng nhỏ sao lấy cái quèo vòng nội nắng ống này vô nước cái nó tươi liền mà má đồ này cần nắng với nước thôi là nó tươi thì em đem còn sống đàng hoàng á xuống đây cầm mà nó chết là lỗi tao ăn thôi giờ cái họ thiệt hại quá mất con cá mà mất thêm mớ cây than quá chủ mà than hoài á chủ than hoài mà trong họ anh Phúc thấy có mấy con cá đánh nhau rồi lấy con nào không được đưa em cầm về nha. Tích tích cực tích cực thí sinh quá tích cực thí sinh quá quán triệt tư tưởng nha tối quán triệt cho mình trăm độ tư tưởng lớn gặp nhau. Ok như vậy là cái hồ đã hoàn thành rồi các bạn ha, là sẽ đắp xong cái vật liệu lọc cũng như là vô nước đầy rồi. Nãy giờ các anh em chạy nước ok rồi, bây giờ sẽ bắt đầu thả cá luôn. Đây là bây giờ anh Tâm sẽ trực tiếp thả cá, có gì là anh Tâm chịu trách nhiệm nha. Dùng cho nó càng xíu. Cá này của anh nè. Cái này là chồng. Cho cá hả? Rồi bây giờ là bên shipper Mumu sẽ giao Hồng My với lại chùa cà phê tới các bạn ha. Chủ đâu rồi, nhận cá kìa. Đây rồi anh đi. Em bên Mumu hả? Dạ bên Mumu anh. Rồi à, nặng quá nè. Rồi lên xe luôn. Về bác ơi. Về thằng thả đâu rồi? Chuột. Từ từ mình muốn có cái. Mấy con này là nhà em không có con nào. Từ bên anh chỉ bóng nó quay ra qua. Anh nhớ trả tiền trước nha. Không bắt lấy nữa. Xì bọc. Hồng My. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục thả cá vô tiếp.
bây giờ mình bắt được anh Tâm đây các bạn ha. Đó là quá quen rồi, các bạn quá quen mặt anh Tâm rồi, nhờ mình bữa nay anh đeo khẩu trang. Thì bây giờ anh Tâm giới thiệu sơ cái hồ này với anh Tâm. Cái này là 1m48, tổng 68, cao 68, full 12 ly, công nghệ 4 lớp đáy, thiết kế riêng cho các bạn. Chân inox, chân inox 304. Còn lọc thì một bộ lọc dưới và một bộ lọc trên dùng để trồng cây. Ở dưới đây thì xài đi mắt nút đen, bông lọc 6D và bông lọc trắng bình thường. Bông lọc 6D này bên anh đang ấy đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái này là xài cho những cái người mà chủ nhà không có thời gian nhiều á. Dơ cái giấy là dục thôi, cứ lót 3-4 lớp vô, dơ lớp nào dục lớp đó. Thì mình không phải giặt túi lọc này nọ. Với lại cái độ hiệu quả nó cũng không có thu gì mấy thằng khác á. Ok. Thằng này là ngăn bia bao chiếc. Nó chưa có mới chưa đánh được. Bên đây là xứ Rasta của màu thần chi Super bà. Trên mặt là bông lọc 6D. Bên đây là mini rin Nitro, Mypanrin và Nitro rin. Còn ở bên phía trong của nó là người rất magic. Magic bên trong nữa. Đúng rồi. Cái ngăn này là kết hợp vừa magic vừa màu thần chi. Ngăn này bộ mà rồi bơm đỏ đen, bơm dây bao ha. Bơm là của dây bao 8000 lít. DC, xài điện 24V. Ok. Có bản điều khiển luôn. Còn oxy là oxy tích điện của 2 ly 60 okay. Dùng để đánh đưa bao chip và một giò trên hồ luôn. Cái hồ này mình nuôi cá gì anh ha? Cái này hiện tại chủ đang chơi cá vàng, chuột cà phê và hồng mi. Em nghe nói ở trong đây có con cá của anh Tâm đặng chủ đó rồi. Đây là con canh chua này đúng không? Canh chua đúng không? Coi như là đặt hồ là đặng cá đúng không? Con này là của người ta tặng lúc xe một món nuôi lớn tới giờ. Có đặt hồ đặng cá không để em giới thiệu luôn. Sắp hết rồi, giờ đi đi xu tiêu. Rồi cảm ơn Tâm ha. Rồi cảm ơn em. Chào. Ok, như vậy là cái video của mình đến đây kết thúc. Bên dưới clip của mình có một đăng ký subscribe đó các bạn, và một cái chuông bé bác xinh xinh. Nếu các bạn thích clip của mình, hãy bấm một nút đăng ký cũng như là cái chuông ủng hộ cho mình động lực ra những cái video hay của các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.